Các bác đã quay lại với kênh YouTube của Cảnh Kỳ Bro Audio. Thì hôm nay Cảnh Kỳ sẽ lên sóng, hôm nay cũng không phải là bán hàng mà để nói lên những cái điều lưu ý khi các bác sử dụng những con vang số thuộc dòng M-Book hay là tất cả các dòng chip Yamaha hay là M-Book này, VF1 này. Đấy, các cái dòng vang số mà nó gọi là bình dân mà gia đình mình dùng nó dễ, thật sự nó rất là dễ. Nhưng mà nó có một cái điều mà các bác muốn chỉnh nhưng các bác không biết lưu ở chỗ nào. Đấy là Cảnh Kỳ chỉ nói về vấn đề lưu thôi. Còn về chỉnh con này thì nó không có gì khó khăn cả. Tại vì tất cả nút tùy từng con. Đấy, ấn vào này. Đấy, tùy từng bát chép. Nó chỉ có vậy thôi. Nó không phải là một dòng vang số mà phải nói là chỉnh chuyên nghiệp hẳn. Đấy, nó là gia đình. Thuần túy nhất, dễ dùng nhất cho các bác. Nhưng có một điều đặc biệt là các bác hay bị sai lầm chỗ cái cách lưu của con vang này. Đấy, điều này Cảnh Kỳ sẽ nói rõ hơn về phần lưu con vang này các bác nhá. Thì con vang này nó thuộc dòng trẻ chip EH. Tiếng nói chung thì karaoke đỉnh thì thoải mái. Đấy, tuyệt vời rồi. Đấy, thì vang này bên em nó cung cấp với giá là 1.100.000 đồng một con. Ok chứ các bác. Thì bây giờ em sẽ nói rõ hơn về vấn đề ngày hôm nay. Thì với vấn đề lưu á, nếu để quá bình thường, tại vì nhiều bác cứ hỏi là lưu, thì Cảnh Kỳ nói lại này, thường thường á, tất cả trên dòng vang số, để Cảnh Kỳ lấy thêm một con vang số bất kỳ đây nữa các bác nhé, để cho các bác có thể là các bác có thể là tham khảo này. Đây, ví dụ như con bên đây. Đấy, nó có chữ FBX thì nó là trung hú, được chưa các bác? Đấy, có những con này thì nó là tự lưu này. Còn với những dòng vang M-Book hay là Langhorne Pro 2000 này, thì về phần này lưu á, thì các bác để ý cho em là cái nút Storia, bao giờ trên tất cả các dòng vang M-Book, bao giờ 90% đều có nút Storia và nút Enter. Đấy, 90%. Nhưng 90% các bác đều sai lầm ở một chỗ. Đấy, đều sai lầm ở một chỗ là khi các bác ấn nút Storia. Đấy, xong các bác ví dụ đây là chế độ 1 đúng không các bác? Storia là chế độ 1 đúng không? Các bác Enter. Đấy, đấy nó lưu ở chế độ 1. Nhưng với những dòng vang này hay là VF1, nó chỉ lưu ở nếu ở lưu ở chế độ 1 thì các bác phải gọi chế độ 1 ra. Có nghĩa là khi các bác dùng các bác phải gọi chế độ 1 ra. Đấy, gọi chế độ 1 ra thì mới là cái chế độ mà các bác muốn sử dụng. Còn với những cái dòng vang này, M-Book, Langhorne, nó đặc điểm chung thì các bác lưu ở chế độ default, có nghĩa là khi tắt đi bật lại. Khi tắt đi bật lại. Đấy, thì các bác sẽ được cái chế độ mà mình đã chỉnh sẵn. Còn ví dụ chế độ 1, 2, 3 hay là 10, có những con là 10 cơ. Thì các bác lưu, nhưng mà khi các bác muốn sử dụng, các bác phải gọi nó ra. Phải gọi nó mới ra. Chứ còn không, nó không tự động ra được. Đấy, nó chỉ tự động ra ở chế độ default mà thôi. Đấy, thì em sẽ hướng dẫn cho các bác. Bao giờ trên dòng vang này thế nha. Các bác để ý nút Storia này, Story này. Đấy, tùy theo từng người đọc nha. Và nút Enter, hai nút này nha, các bác ấn. Ấn lúc nào mà có những con VF1 thì nó sẽ lên đến tận 9. Thì sau nó sẽ hiện sang chữ default. Đấy, với con vang này thì nó 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Ấn cái nữa này. Đấy, 1A, 1B này, ấn cái nữa. Đấy, có chữ default này. Các bác thấy chữ default, các bác ấn Enter. Là ok, là nó đã lưu rồi. Là khi các bác ấn lên, tắt đi, bật lại, nó sẽ về cái chế độ mà mặc định mà ta đã cài sẵn. Còn nếu các bác muốn cài chế độ 1, 2, 3 là các bác phải gọi nó ra thì nó mới ra. Đấy, các bác nên nhớ lưu ý nhá. Còn với con vang này thì cung cấp cho các bác là dùng karaoke gia đình rất là hay. Phải nói như vậy, hơn vang cơ, đáng để đồng tiền các bác nâng cấp lên, giá trị 1 triệu mỗi thôi. Để các bác thay con vang cơ cổ điển của chúng ta đang dùng. Một là cảm ơn các bác rất là nhiều. Bác nào thấy video này bổ ích về cái vấn đề mà thật sự ở đây con vang này bán rất là nhiều, nhưng mà nhiều bác là vẫn hay bị sai lầm chỗ đấy. Nên em làm video này ngắn gọn thôi để cho các bác có thể là biết về cái các cái dòng vang này, và cũng như bác nào đang sử dụng và bác nào đang chuẩn bị mua các bác nhé. Thì còn vấn đề chỉnh của con này thì nó dễ lắm. Đây, vấn đề chỉnh em nói luôn này. Đấy, chỉnh của con này đây các bác thấy không? Nó có vài chế độ thôi mà, nó không có gì nhiều cả. Các bác muốn chỉnh mic thì các bác ấn vào phần mic này. Đấy, delay này, repeat này, echo thường ta để 60 này. Đấy, thường thường với em là như vậy. Còn reverb thang các bác để theo tùy từng bác có thể hát reverb hay không. Thường thường là reverb ta để tầm 10 hoặc 15. Đấy. Đấy. Còn bát mic tép là ta tùy theo từng loại mic mà ta đang dùng. Đấy, ok chứ các bác. Đấy, phần music cũng vậy. Đấy, thì tất cả video này em đã làm rất là nhiều. Như lần trước em bỏ qua cái phần mà lưu, nên là làm lại lần này để cho các bác có thể là kỹ càng hơn phần lưu các bác nhé. Một lần nữa cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ Cảnh Kỳ, và như là cho Cảnh Kỳ nút dấu chấm và đăng nút like các bác nhé. Xin chào, hẹn lại các bác. Bác nào thấy video này bổ ích thì cho Cảnh Kỳ biết ở bình luận phía dưới nhé. Xin chào.